Trong 6 tháng đầu năm 2016, chỉ tính riêng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện trên 7.200 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm, trong đó tạm giữ 250 phương tiện và 7.000 bộ giấy tờ xe, tước giấy phép lái xe 365 trường hợp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra quyết định xử phạt nộp kho bạc nhà nước trên 3 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, chở quá tải, trở quá số người quy định, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, vi phạm nồng độ cồn. Qua công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đã phát hiện 4 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe mô tô giả, phòng tiến hành bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra giải quyết theo đúng thẩm quyền. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai công tác bảo vệ, tổ chức đón, dẫn đoàn đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ 28 đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc và đi qua địa bàn tỉnh. Bảo vệ 17 sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông trên tuyến quốc lộ 2, 2B, 2C và các tụ điểm phức tạp khác không để xảy ra ùn tắc tai nạn giao thông. Triển khai phương án phân luồng giao thông từ xa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh diễn ra an toàn, không để xảy ra ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông. Trong 5 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 32 người. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 5 vụ, giảm 2 người chết, tăng 25 người bị thương. Thông qua phân tích đánh giá các vụ tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã làm rõ những nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, đề xuất các phương án khắc phục kịp thời, đồng thời tổ chức phối hợp với các đơn vị công an các huyện thành thị, tổ chức điều tra giải quyết các vụ tai nạn và chạm giao thông theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 26 tháng 5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46-2016-NDCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, thay thế Nghị định 171-2013 và Nghị định 107-2014. Nghị định 46-2016-NDCP sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2016. Trong đó có những lỗi vi phạm sẽ bị phạt rất nặng nhằm tăng sự gian đe. Cụ thể, tài xế có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở bị phạt tiền với mức 16-18 đến 18 triệu đồng, mức cũ là 10-15 đến 15 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng. Tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy cũng bị áp dụng mức phạt trên. Đối với người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm về nồng độ cồn, mức phạt cũng tăng. Vi phạm ở mức 3 sẽ bị phạt 3 đến 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Nghị định quy định việc dùng chân để điều khiển vô lăng xe ô tô, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ bị phạt từ 7 đến 8 triệu đồng. Tài xế vi phạm quy định trên mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe hoặc gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng. Người điều khiển xe ô tô có chất ma túy trong cơ thể cũng bị tăng mức phạt với việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng hoặc phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng ô, dù, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính, bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng.